trong thế gian duy Ngài là vua của Chúa Giêsu. Lòng con chúc tôn cha dâng lên Ngài cả cuộc đời, tình Ngài vẫn còn đây, phước ơn không hề đổi thay, yêu thương thế gian này mọi đớn đau chất đầy, thương xót bao linh hồn hư mất cứu chiên lạc bày. Tình Ngài bao la cao ngất trời xanh mỗi cánh chim bay, tình Ngài mênh mông như sóng đại dương vỗ về êm đềm. Chúa Cha nhân từ là nơi nương náu suốt đời con, là đường đi lẽ thật sự sống, là tình yêu đến từ trời cao. Ôi Chúa Giêsu, con xin mãi mãi tôn vinh, chúng ta danh Ngài là danh trên hết mọi danh. Xin cảm ơn Ngài chiến con chết thay cho người, nguyện dâng lên Chúa kính yêu trong cả cuộc đời. Tùng cha dâng lên Ngài cả cuộc đời, tình Ngài vẫn còn đây, phước ơn không hề đổi thay, yêu thương thế gian này mọi đớn đau chất đầy, thương xót bao linh hồn hư mất cứu chiên lạc bày. Tình Ngài bao la cao ngóng trời xanh mỗi cánh chim bay, tình Ngài mênh mông như sóng đại dương vỗ về êm đềm. Chúa Cha nhân từ là nơi nương náu suốt đời con, là đường đi lẽ thật sự sống, là tình yêu đến từ trời cao. Chúa Giêsu, con xin mãi mãi tôn vinh, chúc tăng danh Ngài là danh trên hết mọi danh. Xin cảm ơn Ngài chiến con chết thay cho người, nguyện dâng lên Chúa tình yêu trong cả cuộc đời. Ơn Chúa cao sâu bao la xanh như biển trời, người ơi hãy đến với Cha tôn thờ Ngài thôi, người ơi hãy đến với Cha tôn thờ Ngài. Cảm ơn Chúa. Hoàng Nam xin được chia sẻ với quý vị là Tina, vợ của con, thật ra là chỉ mới tập hát có hơn một năm nay thôi. Bởi vì Tina sinh ra tại Canada, rồi từ bé đến lớn hầu như nói tiếng Anh không à. Thế mà Chúa lại chuẩn bị sẵn cho con một người vợ mà sang đây mà nói tiếng Việt giỏi, mà lại biết hát tiếng Việt như thế này, là đúng là Chúa ban phước phải không quý vị? Và từ lúc Tina tập hát cho đến bây giờ hơn một năm thôi mà
càng ngày càng tiến bộ. Quý vị cứ nghe Tina hát lần trước đến đây, xong lần này đến đây là quý vị đã thấy nó hơi khác khác rồi. Thế nên là con thực sự là con là người đi với Tina từ buổi đầu đến giờ là con thấy rõ ràng là Chúa ban phước cho Tina cũng như vợ chồng con. Ngày càng ban phước cho Tina trên giọng hát để mà hai vợ chồng được cùng nhau đi tôn vinh Chúa. Đó là điều thật là tuyệt vời. Bởi vì trước đây khi lấy Tina con cứ nghĩ là chắc là mình hát còn cô chỉ đi xách đồ thôi. Không ngờ bây giờ là mình xách đồ ngược lại. Cảm ơn Chúa vì điều này. Và quý vị cũng thấy là Tina còn ngại ngùng lắm. Thật sự là nếu mà đếm trên đầu ngón tay bước lên trên sân khấu để hát chưa đến 10 cái ngón tay, chưa có đến 10 lần. Thế nên là Tina cũng còn rất là...